Vào những năm của thập niên 60-70, nhà nghiên cứu Walter Mischel đã tiến hành một thử nghiệm nổi tiếng mà chắc chắn bạn từng biết đến, được gọi là thử nghiệm kẹo dẻo Marshmallow Experiment. Trong thử nghiệm này, từng đứa trẻ từ 4 đến 5 tuổi sẽ vào một căn phòng có bàn ghế rồi đặt một viên kẹo dẻo trên một chiếc đĩa trước mặt chúng. Trước khi rời khỏi phòng trong khoảng 15 phút, họ sẽ nói với đứa trẻ là nếu con không ăn viên kẹo trước mặt thì sẽ được thưởng thêm một viên kẹo nữa khi họ trở lại. Hầu hết các em đều không ăn viên kẹo dẻo, một số em thì đã thành công, trong khi một số khác thì không. Trong 40 năm sau đó, các nhà nghiên cứu tiếp tục theo dõi những đứa trẻ đã tham gia thử nghiệm và xem xét sự tiến bộ của từng em ở những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của chúng. Họ đã tìm ra mối tương quan cho thấy những đứa trẻ có thể trì hoãn sự thỏa mãn trong thử nghiệm ban đầu, về sau cũng có điểm kiểm tra năng lực học tập cao hơn, được cha mẹ nhận định là có kỹ năng xã hội tốt hơn, có tỷ lệ béo phì thấp hơn, có khả năng đối phó với căng thẳng tốt hơn, có nguy cơ mắc bệnh, cũng như lạm dụng chất gây nghiện thấp hơn so với những đứa trẻ không thể cưỡng lại kẹo dẻo. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng những đứa trẻ có khả năng trì hoãn sự thỏa mãn có nhiều khả năng thành công hơn trong cuộc sống sau này. Kết luận này khá hợp lý về mặt logic. Nếu một người chọn tập trung hoàn thành công việc của họ thay vì lang thang trên mạng, người đó thường sẽ làm việc hiệu quả hơn hoặc sẽ hoàn thành bài tập về nhà nhanh hơn, tốt hơn. Nếu một người kiên định chống lại sự hấp dẫn của chiếc chăn ấm áp và quyết tâm chạy bộ thì người đó sẽ có cơ thể khỏe mạnh hơn những người chỉ thích nằm dài. Tiết kiệm tiền là một hình thức trì hoãn sự thỏa mãn, vì khi tiết kiệm, chúng ta đã từ bỏ khả năng tiêu tiền ở hiện tại để có thể tiêu vào một ngày nào đó trong tương lai. Qua nhiều cuộc thử nghiệm khác nhau, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy những bằng chứng cho thấy khả năng trì hoãn sự thỏa mãn không phải là một phẩm chất bẩm sinh. Thay vào đó, môi trường đóng vai trò rất quan trọng trong việc tìm ra quyết định của chúng ta. Giả định này có thể được mở rộng cho các khía cạnh khác như quá trình trưởng thành, trạng thái kinh tế xã hội và kinh nghiệm của chúng ta. Ví dụ, nếu bạn luôn được cho 500.000 bất cứ khi nào bạn đòi hỏi và luôn tiêu sạch số tiền đó ngay khi nhận được, thì hai hình thức thỏa mãn tức thời này có thể khiến bạn tin rằng bạn sẽ kiếm tiền dễ dàng như khi bạn tiêu tiền. Hoặc nếu bạn lớn lên trong một môi trường không ổn định, gia đình bạn phải chạy lo từng đồng cho bữa ăn và không biết chắc rằng ngày mai sẽ ra sao, bạn có thể sẽ thấy hầu như không có lý do gì để bạn trì hoãn sự thỏa mãn. Nền văn hóa hướng tới người tiêu dùng trong xã hội hiện đại của chúng ta đề cao giá trị của các phần thưởng tức thời. Chúng ta có thể đặt hàng nhanh bằng một cú nhấp chuột, yêu cầu dịch vụ giao hàng chỉ sau một đêm, gửi tin nhắn đến người nhận ngay lập tức, vân vân. Là những người trưởng thành trong thế giới hiện đại, chúng ta thường xuyên có cảm giác thôi thúc, muốn tiêu hết số tiền có trong tay và đắm chìm trong sự thỏa mãn tức thời, thay vì cố gắng trì hoãn sự thỏa mãn. Nếu bạn đang phải vật lộn với tiền bạc, cảm thấy không có đủ số tiền mình muốn hay không thể kiểm soát được tài chính cá nhân, thì cuốn sách Tài chính cho mọi người sẽ giúp bạn tháo gỡ khúc mắc và có cái nhìn khác đi về tiền bạc. Không giống hầu hết các sách tài chính cá nhân khác, vốn chỉ tập trung vào kỹ năng, hành vi và công cụ. Tài chính cho mọi người, tựa gốc Finance for People của tác giả Paco de Leon mời gọi bạn phân tích những niềm tin, cảm xúc và trải nghiệm của chính bạn với tiền bạc. Thông qua cách tiếp cận dễ hiểu, giàu sự cảm thông và chiêm nghiệm cá nhân, Paco giúp bạn thay đổi những niềm tin và hành vi tài chính tiêu cực hướng đến một mối quan hệ lành mạnh, tích cực và tươi sáng hơn.